Những đồi quế phát triển xanh tốt, xuất hiện nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung. Diện tích lúa và ngô được người dân chăm sóc đúng kỹ thuật và cho năng suất cao. Nhiều hộ đã có của ăn của để. Đó là những thay đổi trong vùng đồng bào dân tộc Mảng ở xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Ông Chín A Chăn đã từng là một người đắm chìm trong men rượu nhưng nay chỉ còn là ký ức. Với sự tuyên truyền giúp đỡ của chính quyền địa phương, hiện gia đình ông đang là một trong những hộ đi đầu trong phát triển kinh tế với mô hình trồng quế, trồng nghệ và chăn nuôi gia súc. Hồi xưa thì cứ uống ào ào, không có ai hướng dẫn đâu. Bây giờ thì giảm rồi. Bây giờ thì giảm làm cái gì, nuôi gà, vịt, lợn, lại trồng cái quế cái gì chứ từ rồi. Chính quyền địa phương đã triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước, hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Hiện toàn xã đã trồng được trên 66 hectare quế, phát triển được hàng nghìn con gia súc. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 46%. Sau khi bà con hạn chế cái vấn đề uống rượu thì cuộc sống của bà con ở trong bản đã có nhiều cái đổi thay. Các cái hộ gia đình đã tích cực trong cái việc lao động sản xuất, từ đó là cái đời sống của bà con đã dần dần được từng bước được nâng lên. Đấy, cái việc học tập của các con em đã được quan tâm nhiều hơn và cái kinh tế của các hộ gia đình cũng đã có những cái bước phát triển. Các hộ gia đình cũng đã mua sắm được các cái vật dụng thiết yếu trong gia đình để phục vụ cái cuộc sống. Đồng bào dân tộc Mảng là một trong những dân tộc có dân số dưới 10.000 người, còn nhiều khó khăn ở Lai Châu. Những kết quả đạt được bước đầu sẽ là nguồn động lực để địa phương tiếp tục có nhiều giải pháp hữu hiệu, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm trên biển đất biên cương.